Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải. Và lần video này thì Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ Turner Gia Phúc, một trong những cái bang vừa rồi đấu giá cái trận thiên tử vừa rồi cặp vô danh này, nó khá là khác. Và anh em cùng xem sơ qua xét đồ của cao thủ này như thế nào anh em ơi. Hiện tại nhìn sơ qua thì người Phong Tiên Phong thì anh ta đang có một dòng kỹ năng vốn có một cấp trên đầu. Và anh em cùng xem đồ. Ngày hôm nay thì anh ta đánh cho mình được top 4. Rất là đáng tiếc là pha vừa rồi là Khải từ top 4 Khải đã ngoằn một nhảy lên top 3 này mà, với liên chạm 44, giật top của anh này luôn, hơn 1k6 điểm. Rồi chúng ta cùng xem xét đồ của anh này như thế nào nha. Turner Gia Phúc, như anh em đã thấy thì đang sở hữu mình đó là một cặp vô danh nha anh em ơi. Cái vô danh này là 7 ngày thiên tử nha mọi người. Cái vô danh này vừa rồi ảnh đấu khoảng tầm như là 6 hay 8 kim rồi đó, Khải không nhớ. Khải định đấu nhưng mà cảm giác là canh quá là không muốn đấu anh em ạ. Đó. Đó, cái vô danh này khoảng 7 8 kim rồi đó. Hiện tại server thì có đấu giá 7 ngày trải nghiệm anh em ạ. Đó. Rồi, hai cái này cũng có. Kèm với vi phong này nữa thì anh này đang có cho mình đó là hai cặp nhẫn vô danh, hai chiếc nhẫn vô danh là hai kỹ năng này, kèm vi phong là ba kỹ năng, và kèm với cái dòng ngự phong tiên phong là bốn kỹ năng vốn có nha mọi người. Đó, hiện tại này là có bốn kỹ năng vốn có, và kèm với càng khôn trong người nữa là hai cấp nữa, thì này đang có cho mình sáu kỹ năng vốn có nha mọi người, sáu kỹ năng vốn có nha nè. Và chúng ta cùng xem xét đồ này nè, mà cặp nhẫn vô danh rồi đến một cái bóng 32 hai cấp, bóng này thì cũng khá được, đạt 101, không đạt được 126 nha mọi người. Rồi một cái này lưng 3 cấp 2 cấp 9x, 2 cấp 9x mà được là bù khăn lại không banh khá là ok. 2 cấp 9x. Rồi một gia truyền kháng cả 20 và chón kháng hỏa 3 khá là thấp. Một cái áo thủy chón kháng hỏa. Một cái nón thủ lý lâm chậm. Một tay thủ lý lâm chậm. Một đôi giày kháng lôi và một ngọc bội chón kháng hỏa. Đó, thì tính sơ qua đợt này thì lượng lâm chậm khá là nhiều. Lâm chậm lên đến hơn 120. Đó là bao tay, nón và đai lưng thì hơn 125 chậm. Còn hiệu ứng chón thì đợt này đang có cho mình đó là 40 là 80, kèm với cái này 30 là hiệu ứng chón, 110 hiệu ứng chón này mà. Và kháng lôi khá đẹp. Chúng mình đỡ mà tính đồ thì cái bóng này ở hiện tại server dao động khoảng tầm 5 triệu nha nè. Bóng này chưa được đẹp, chưa được mát tóc này nọ, nói chung dao động nó khoảng tầm 5 triệu hoặc 5-6 triệu gì đó. Đó. Rồi đai lưng này thì Khải nghĩ chắc khoảng tầm 2 triệu 30 kim, 2 triệu Việt Nam đồng. Giá chuyền này thì Khải nghĩ ở thời điểm này thì giá chuyền này dao động chắc khoảng tầm 1 triệu. Rồi cái áo này thì khoảng tầm 300 nghìn, 4 kim 3 kim. Nón này cũng tầm đó nè mà, phần thủ lý làm chậm tím khoảng 300 nghìn. Còn bao tay này thì hơi mắc một tí, bao tay nó mắc hơn, khoảng 400 nghìn bao tay. Và cái đôi giày này thì khoảng 200 nghìn. Đó. Đồ tím như vậy thôi nè. Rồi ngọc bội này thì khoảng tầm 100k Việt Nam đồng. Đó, 100 nghìn. Nói chung là đồ tím thì nó khá rẻ thôi mọi người. 3-400 nghìn, 2-300 nghìn một món thôi. Mắc là mắc mấy cây vũ khí nữa nè. Nói chung là tổng xếp đồ này thì vị trí khoảng gần 10 triệu đó mọi người. Con người này không biết vĩnh viễn hay là thời hạn. Thời hạn thì khoảng tầm 200 nghìn trong vòng một tuần. Đó, nếu mà thời hạn. Còn nếu mà vĩnh viễn, con người này vĩnh viễn không? Được hay hỏi. Ngựa này vĩnh viễn không? Anh em, nếu con ngựa này vĩnh viễn thì giá nó sẽ tầm 15 triệu, 10 đến 15 triệu một con, không biết đâu nè. Con ngựa này nếu vĩnh viễn thì sẽ hơn mười mấy củ nữa nè. Biết vĩnh viễn không? Không nhé, ok. Ngựa này thì thời hạn 7 ngày. Ngựa này thời hạn 7 ngày. Thì nói chung thì trải nghiệm 7 ngày với ngựa mắt ợp, thói phiến tay vật bạch kim như thế này cũng khá ổn nè. Một tuần tốn khoảng tầm 3 kim thì khoảng tầm 200 nghìn con ngựa này. Đó, hồi trước thì Khải cũng có hai mang. Rồi, nói chung thì nhìn sơ qua thì tổng xếp đồ này thì dao động khoảng tầm 10 triệu, 10 triệu hơn một chút nè. Đó, tại vì có hai món hồng kim phong phá thôi. Anh em nào mà đang muốn mua ạc thì tầm 10 triệu thì anh em có thể sở hữu được hai món. Đó là một cây vũ khí và một món trang bị gì đó, là khoảng tầm 10 triệu thôi nè. Đó, tính theo cái ạc khoảng tầm 2 triệu nữa đi, là khoảng tầm 12 đến 15 triệu là anh em có một ạc chơi giải trí rồi nè. Ạc đựng ngon luôn đó nè. Để đánh tống kim hoàn hảo luôn nè. Đó nè, không, anh này đánh tống kim khá bá cháy luôn nè. 271 mạng và 70 nửa bài sơ, và tử vong 19 lần và liên chạm 37. Đó, cái bàn đánh quá chắc luôn nha nè. Rồi, anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho cao thủ Gia Phúc này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên được đăng ký kênh Khải. Và anh em thích soi đồ cao thủ nào thì cứ comment bên dưới, Khải sẽ soi đồ tiếp theo anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều. Gia Phúc cảm ơn rất là nhiều luôn nha.